thí sinh đầu tiên của ngày hôm nay. Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhau về kích thước các hành tinh trong hệ mặt trời thông qua các loại trái cây nha. Ta-da! Nếu thủy tinh là hạt nhãn thì kim tinh lúc này sẽ là quả táo ta. Còn trái đất sẽ là quả trăng. Quả tinh thì gần tương dương với quả nhãn. Trong khi đó, quả hồng lô màu tinh sẽ là quả dưa hấu to đùng. Còn thủy tinh sẽ là quả thủy. Thiên vương sẽ là quả giám sàn. Và cuối cùng, quả lê chính là thành tinh hải vương. Còn một điều thú vị nữa, kim tinh còn được gọi là sao mai, cũng chính là sao thô. Ngôi sao mọc sớm nhất và sáng nhất trên bầu trời đêm. Và con cũng sẽ là ngôi sao sáng nhất trên chương trình Mình Tài Đi Hơn. Con, tôi Nhật Minh, là Mình Tài Đi Hơn. Giới thiệu rất là sáng tạo, độc đáo, thông minh. Hồi nãy xong có trái sầu riêng ta. Đang thèm. Cái hành tinh gì ta? Cái hành tinh đó là chắc của người UFO đó, người ngoài hành tinh, cái gì đó. Vậy rồi. UFO là cái gì? Cái dĩa bay lộ. Nói lại đi, UFO là cái gì? UFO là cái dĩa bay. Còn người alien, hành tinh UFO alien không phải là dĩa bay. UFO là vật thể hem xác định. Vật thể bay không xác định đó. Thì đó, cái gì đó. Ừ, tôi thua con nít, tôi thua. Ừ. Nhưng mà bạn này là có cách, cái cách mà diễn giải nó rất là mạch lạc và thông minh. Không có dấp viết gì hết trơn hết rồi. Có thể là bạn học này nghiêng về bạn nói, học bài nhớ nhớ tới đầu á. Có vẻ là rất là thông minh. Đúng, bạn đúng, này đúng. Toán giỏi, nói chung là môn tự nhiên sẽ giỏi hơn môn xã hội. Môn tự nhiên. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với gợi ý của chương trình để xem có những cái bộ môn liên quan đến môn tự nhiên hay không. Xin mời gợi ý của chương trình. Bé Lương Nhật Minh, trí nhớ, tính toán nhanh, hiểu biết về khủng long, thiên văn học nhí, nhận biết chất dinh dưỡng của trái cây. Thấy chưa? Đấy, trái cây kìa. Không à? Ban tổ chức càng ngày càng thông minh. Chúng tôi đã tuyển một đội ngũ 842.000 người đến từ NASA để khai thác tất cả những sự thông thái hiểu biết về thế giới, vũ trụ, loài người để đưa vào đây làm biên tập cho chương trình. Rốt cuộc thì anh nghĩ là bé này sẽ liên quan tới cái gì? Cái đó thì chưa biết. Tại vì bây giờ biên tập nhiều quá là mình rối quá, cái nào cũng rất là có khả thi. Em nghĩ em tự nhiên thích khủng hiểu long. Hiểu khủng long. À, hai vợ chồng chưa có gì mà đã thấy rất là ăn ý với nhau rồi. Đó là đó. Anh nói gì? Đập trước cái đâu chứ chưa biết nhau nói gì. Nào, anh chọn đi. Sam ơi, em nói là em chọn cái gì anh chọn cái đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Em sẽ là bờ vai cho anh dựa vào. Sấm truyền của tôi lần trước là sự thật. Nó đó. Trên đường đời vấp ngã, em chơi vơi, em choáng váng. Hãy giang tay, đột nhiên sẽ có một bàn tay mềm mại nắm chặt lấy tay em. Đó là tay của anh Đức. Sau đó em giật mình, buông tay và quay lưng đi. Tình đơn phương đôi khi thấy em cười. Em cứ việc quay lưng đi. Đúng. Ở cuối con đường lại thấy anh. Một cái gì em mà ơi, nó bất vượng. Anh thắc thắc ẩn thắc hiện nó bất vượng. Em yên tâm, nó sẽ đeo bám đời em suốt kiếp. Dân gian người ta gọi là dông, mà đây là dông nặng, phải dông nhẹ, mà phải dông bình thường, này là dông nó ám. Bây giờ em cho anh một gợi ý đi. Nếu như mà là em á thì em nghĩ là bé đó sẽ có hiểu biết về chất dinh dưỡng của trái cây. Anh nghe theo em luôn á, nhận biết được chất dinh dưỡng của trái cây nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Kệ tôi đi, cô nói đi.
anh là bông hoa của đời em. Hợp nhau là gió mình thôi, luôn sống thơ thơ. Anh nghe theo em luôn. Tìm được nhau dễ dàng đâu, có phải bên nhau một ngày hay bốn năm hôm. Giận á, giận á, giận á, giận anh á, giận anh á. Vậy chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bé Nhật Minh để xem tài năng thật sự của bé đó là gì nhé. Chào Nhật Minh. Nhật Minh ơi, bây giờ con giới thiệu về bản thân mình cho cô chú được biết nha. Con tên là Nhật Minh, con 6 tuổi. Con đang học từ trường nào? Con đi học trường tiểu học Vinh School. Hay quá. Wow. Wow. Vậy là ngày hôm nay nè, tài năng của con muốn tặng cô chú hôm nay là cái gì? Tài năng của con là trí nhớ. Trí nhớ. Thấy chưa? Nghe lời tình yêu qua là gì không biết. Hỏi thấy, bên này cũng sai nè. Cô Sam sẽ đố con nha. Ở đây là cô có rất là nhiều hình ảnh về bản đồ của các nước. Chỉ là một cái hình như vậy thôi nha. Chỉ cần nhìn như vậy là bé sẽ có thể là nhận biết là quốc gia đó là gì. Con xem đây là quốc gia nào. Comoros. Comoros. Comoros là nước quốc gia nào mình chưa nghe tới luôn. Nó nằm gần cái Honolulu á. Bậy rồi, bậy rồi. Con ơi, quốc gia mà Comoros này nè là nằm ở đâu vậy con? Nó nằm ở cạnh châu Phi. Cạnh châu Phi? Đúng rồi, nó nằm cạnh châu Phi á. Nhưng mà nó nằm cạnh Ấn Độ Dương á. Gần Ấn Độ Dương. Nằm kế bên Ấn Độ Dương luôn. Thôi cô sẽ lựa một cái tấm rất là ngẫu nhiên nha. Để Italy. Oh, Italy. Italy châu nào Đức? Châu Âu á. Đó, trời. Thủ đô Italy là Hà Nội đúng không? Bé rất là nhẹ nhàng. Anh nói là Covid mà đâu có phải của Italy đâu. Thủ đô của Italy là Rome, Roma. Đúng không? Mấy chú nói gì mà con không hiểu gì luôn. Thủ đô của Italy là Rome. Đúng không con? Chính đúng. Đúng. Đúng rồi, à, hay vậy ta. Quá hiểu chú Thành chứ. Cái này là em nghĩ là rất là thân thuộc nè. Có thể là ban bình luận mình sẽ đón ra. Rồi, tôi biết rồi. Tôi không biết. Alo cà thùng đó. Khám mù. Nước nào con? Chứ đó là nước Lào. Nước Lào. Thấy chưa? Nghe gần gần rồi đó cái kia. Tôi thà tôi nói tôi không biết. Lào thủ đô là Viên Trăng. Định nói cappuccino luôn á thiệt. Con nước Lào này có đặc điểm gì? Nước Lào này đó, nó cạnh nước Việt Nam nhiều. Gần nước Việt Nam nhiều, đúng rồi, chính xác. Giỏi quá. Biết Lào này có dép Lào không con? Con biết dép Lào không? Con biết cái dép Lào không? Tuổi này chưa biết dép Lào đâu. Có một bữa đó, ba của con và con đó vẽ cờ nước Lào á. Câu trả lời liên quan rồi. Đó cái này thử con. Chứ đó là Cuba. 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 Cuba là châu gì? Cuba là ở châu Trung Mỹ. Đúng vậy. Đây là dơi. Đây là Batman. Đây con dơi. Yeah. Cá đuối. Chị nói là cô với chú nói đúng không con? Con là phải là con dơi. Chứ đó là gì? Vậy chứ đây là quốc gia nào? Đó là quốc gia Kosovo. Kosovo. Đúng rồi. Vậy chứ châu nào là ít nước nhất hả? Châu Phi ít nước nhất.
Tại vì khô hạn á. Sai. À, đúng rồi. Đúng. Theo con trâu nào là ít quốc gia nhất nè? À, không biết trâu nào mới mỗi trong Nam Cực. Trâu Nam Cực, chính xác. Ồ, vậy là đúng rồi. Rồi, chúng ta đến với lại quốc gia tiếp theo nào. Iraq. 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 Ở Iraq, mình gọi là Iraq. Iraq là châu nào con? Ở châu Á. Hả? Đúng rồi. Ờ, Iraq đúng rồi. Đó là, thôi bao nhiêu đây là cũng đủ là để các cô chú rất là khâm phục cái tài năng, cái trí nhớ của con rồi. Nhưng mà vẫn còn chưa hết đâu. Xin mời đạo cụ để chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo. Đây là một cái thử thách tiếp theo. Những cái hình vẽ này là một nửa của bản đồ thôi. Mà bé nhìn như vậy là bé sẽ đoán được đây là quốc gia nào. Ok, trời, mình sẽ đoán thử nha con. Cái này Uruguay. Uruguay. Uruguay, chính xác. Rồi, tới cái này con. Sierra Leone. Chính xác luôn. Sierra Leone. Còn cái này con. Đây nè. Austria. 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 Rồi, còn cái màu hồng này nè, anh Thành biết không nè? Afghanistan. Afghanistan. Hay quá. Còn cái này. Andorra. Andorra. Đó là những quốc gia rất là lạ không nha. Mấy nước này không có tham gia World Cup nhiều nên không biết ít. Rồi, quốc gia này. Hungary. 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 Hungary và Bulgari. Quốc gia này con. Nepal. 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 Cái này. Jamaica. 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 Hay quá. Jamaica. Còn quốc gia cuối cùng. Yemen. 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 Thông minh quá à. Ngoài là mình thuộc tên nước ra, mình có thuộc tên những loài khủng long hay là mình có thuộc tên những món ăn không? Có, cũng thuộc được mấy cái tên của loài khủng long mà. Ồ. Thí dụ đây, con dữ nhất là con tên gì? Tyrannosaurus Rex. Yes. Đúng rồi. Con gọi tắt là gì? Gọi tắt nó là gì? T-Rex. Yes. Exactly. Còn con có biết cái con khủng long mà bơi được dưới nước mà dữ nhất không? Cái con mà dữ nhất ở dưới nước con tên gì? Mosasaurus. Yes. Mosasaurus. Anh Thành biết hả? Còn cái con mà có ba cái sừng gọi là con gì? Triceratops. Yeah. Oh. Còn cái con cá mập khổng lồ tên là gì? Cá mập tiền sử. Cá mập khổng lồ. Megalodon. Megalodon. Yeah. Hay, ta động vật cũng biết nhiều luôn. Quá giỏi. Giỏi. Biết về rất nhiều thứ. Biết Megalodon luôn là quá giỏi. Ê, tuyệt vời. Bây giờ con phải về đội của chú Thành với cô Harry Won. Tại vì chú Thành hiểu về khủng long, đúng không? Khủng long thì con biết cũng nhiều rồi. Đúng rồi. Về đây, chú Đức với chú Ngô Kiến Huy sẽ đi nhà chỉ sách với con. Chỉ con về những loại dế. Cái gì vậy? Bắt đầu rất rành những loại dế và những món ăn từ dế. Con ăn dế hả con? Tại con chưa được thử. Về đây là chú cho con ăn món dế nhồi đậu phộng. Châu Phi có một món gọi là sô cô la dế. Ngon lắm. Người ta sẽ làm con dế nó khô để vô trong cái hộp và người ta đổ sô cô la vô ăn chung với con dế. Bên Việt Nam mình thì có món dế cơm nhồi đậu phộng. Sáu. Con có thích tìm hiểu về các loại xe không? Con có thích không. Tìm hiểu các loại xe không? Không, không, không. Không, không. Không, không. Con không biết cái nào bắt cái con khủng long mà. Con thích các loại khủng long hả? Đây khủng long, đây là trùm. Yeah. Trùm là Trấn Thành. I know the T-Rex, I know the Mosasaurus, I know the Megalodon, I know everything. Con chọn ai? Dế hay khủng long? Quyết định của con là con muốn về với đội của con chờ gì nữa, hãy đi đi con. Come to me. Cô chú nào, cô muốn về đội của ai nè?
đoàn Thục Long. Thank you. Con hãy nói cho mọi người biết con tên gì, nói thật to nào. Con tên là Lưu Nhật Minh. Con bao nhiêu tuổi? Con 6 tuổi. Cô chú tiếc gì một phiếu, hãy bình chọn cho con. Bình chọn trên đơn. Cường quá. Cảm ơn Hoàng Trinh.